Anh nghĩ móc nó tay hoài con. Ông đi kia cho mẹ coi con cá mới nhìn nó trôi. Cá đẹp quá ta. Cá mình xinh đẹp quá. Mình xin bắt con rùa cho mẹ đi. Bắt cua cho mẹ ăn đi. À, bắt cua cho mẹ ăn đi. Đi đi ngủ coi. Đi đi ngủ. Cua của mình xinh đẹp quá. Có cá nè, bắt cua cho mẹ đi. À, có con cua kìa, bắt cua cho mẹ đi. Giỏi, vỗ tay bên Trần đi. Bên Trần vỗ tay con đi. Con dặn dặn ốc đi. Giỏi quá. Bên Trần giỏi quá ta. Giỏi chưa. Giỏi chưa? Giỏi quá. Trời ơi, Vi Thần dạng ốc hả con? Trời ơi, Vi Thần mẹ giỏi quá. Giỏi chưa? Mình có dạng ốc nè. À, con nhiều ốc quá nè. Mình rất thích là dặn ốc nha, sửa xe nha. À, cái nón của con đâu rồi? À, để mình lấy cái nón cho mình xin đi nha. Mình lấy cái nón đeo vô cho mình xin đi nha. Nè, mình lấy cái nón mà đeo vô cho con đó nè. Đó, nó giống một bác đang sửa xe hơn. À.
giống ui trụ giống giống bác tết bác sửa xe quá à. Leo lên coi, trời ơi giỏi quá ta, ơi ơi giỏi quá à, giỏi quá đi. Sửa xe tiếp ha, chiếc xe này hư nhiều quá ha, xe hư nhiều quá ha, mình rất là thích sửa xe luôn. Con nhận giúp đi, nè nè có cái hình tròn nè, có hình vuông nữa nè, nè con nhận đây nè, nè con trình, nè con nhận đây nè, có hình tròn nữa nè, á con lấy bút con đóng vô, con trình chơi giỏi ha. Mấy bạn thấy Minh Trần chơi giỏi chưa? Minh Trần giỏi lắm á, giỏi phá lắm á. Minh Trần nó cứ lôi chiếc xe này xuống là nó chơi à. Chơi giỏi mà ho luôn hết á. Trời cái tay, trời ơi cái tay kìa, điêu luyện chưa, cái tay điêu luyện quá. Rồi hư rồi, xe hư rồi, hư rồi, xe hư rồi, xe này hư nhiều quá nè. To the sea.